Bạn nào có nhu cầu mua nick liên quân thì vào shop suntv.com. Mua nick thì anh em nhớ đó là nạp đúng mệnh giá thẻ. Trong shop thì có nick liên quân đó là nick Free Fire, mình sẽ mua đó là một cái nick liên quân trắng thông tin. Khi mua thì anh em có thể tìm theo skin mình mong muốn và mình sẽ mua một nick đó là có skin Long Thần Soái. Mình phải mua nick đó là 550k, có 83 tướng và 94 trang phục. Còn bây giờ để xem đó là check có đúng hay sai nhá. Ok, và đúng đó là nick có Long Thần Soái, 83 tướng, 94 trang phục. Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của mình. Trong clip này thì mình sẽ làm về vị tướng Zeus. Lâu rồi thì chắc quay trở lại với vị tướng Zeus xíu. Một chất tướng gọi là siêu xạ thủ, kiểu là xạ thủ của màu xạ thủ ấy. Với Zeus thì mang trong mình có khá là nhiều điểm mạnh. Tất nhiên thì Zeus cũng có đó những điểm yếu. Thì trong clip này mình sẽ phân tích cụ thể dành cho anh em luôn nhé, cũng như trình bày cho anh em về trang bị, bảng ngọc và phù hiệu dành cho vị trí của Zeus đi rừng. Với Zeus thì có lẽ là vị trí đi rừng vẫn là vị trí tối ưu hơn so với vị trí đi đường giữa. Bởi vì Zeus thì không có hiệu khống chế, mà đi đường giữa thì mình nghĩ là sẽ không tốt. Đi rừng sẽ ok. Ê, pha này bạn định cướp quái của mình à. Đối đầu với mình bên kia là Triều Vân đi rừng. Zeus có sợ Triều Vân hay không thì phụ thuộc vào đó là tình huống nữa, và phụ thuộc vào cái lối lên đồ nữa. Nếu mà Triều Vân lấy những món đồ theo thiên hướng khám phép thì Zeus sẽ khó chơi hết. Còn nếu mà Triều Vân lên phún đám thì ở giai đoạn về sau thì Zeus có thể bắt phát một Triều Vân. Và mình luôn nói với anh em rằng khi đi gánh thì đừng để lộ tầm nhìn. Và pha này mình sẽ núp nơi bụi cỏ này này. Mình nghĩ là phờ ló cũng đang bụi cỏ bên kia hoặc là đang tiến lên. Ê đấy, bụi cỏ bên kia vừa ra. Thì pha này mình sẽ bắt đó là vị trí phờ ló nhá. Rồi, pha này chạy đâu. Ui, tiệt thế. Thì điểm yếu của Zeus sau khi thay đổi á là không có khả năng cấm lăng đến từ chiêu cuối nữa. Vì thế những cái tốc biến thì chắc chắn là sẽ cứu được. Thay đó thì phờ ló tốc biến cũng nhanh nên là cuối cùng thì chỉ còn xỉu máu, nhưng mà rất tiệt thì không ăn được anh em ạ. Bây giờ thì mình sẽ ăn luôn con tà thần xế giả. Ôi, về red làm gì vậy, không hỗ trợ mình ăn tà thần xế giả xíu. Ồ, thôi xong rồi. Gặp ngay gặp ngay chiêu cuối của Triều Vân thôi, chiêu rồi. Và đó thì rất may đó là mình vẫn ăn được tà thần xế giả, chỉ mất thêm con tà thần xế giả nữa thì thôi xong. Ôi rồi luôn ấy. 1-2 dành cho hai bên. Thì về phần chiêu thức của vị tướng Zeus thì mình phân tích qua cho anh em xíu. Chiêu thứ nhất anh em sử dụng đó là cái đao có đao đi và đao về, trúng mục tiêu thì sẽ gây rất thương. Ôi, có dao tránh khá là gạt đường rồng anh em ạ. Triều Vân băng trù chơi luôn. Rồi pha này thì mình sẽ ra mặt Triều Vân này, double kill dành cho xạ thủ tìm bên địch. Hai bốn dành cho hai bên thôi. Cái chiêu thức thứ hai thì anh em lượt vào mục tiêu trùng thì sẽ gây sát thương. Chiêu thức thứ hai là chiêu thức anh em nên giữ nhé, để có thể đuổi theo đối phương hoặc là bỏ chạy. Và về kết hợp giữa chiêu 1 và chiêu 2 thì vì giờ anh em sử dụng chiêu 1 trùng mục tiêu tiếp cận bằng chiêu 2 đánh thương phạt, thì đòn đánh thương sẽ được đó là cường hóa lượng sát thương lớn. Bên cạnh đó thì anh em sẽ lập tức được hồi chiêu 2 nữa. Rồi, pha này thì sẽ bắt phờ ló này. Chạy đâu, chẳng thì pha này phờ ló hết chạy đâu. Không còn tốc biến nữa. Và phờ ló lên bảng điểm số. Lấy trù này. Pha này thì vừa nhảy lên đó là phút thứ tư, nên là việc lấy trù thì cũng sẽ dễ dàng hơn.
VSS Team Ending thì đang vào mùa xanh của Team Ending, đang nhận thấy Triều Vân đang bắt vị trí của VSS thì pha này mình sẽ lại hỗ trợ luôn nhé, bắt luôn này, không cho Vân ca chạy này anh em ạ, combo luôn này. Rồi tiếp cận bằng chiêu hai này, tê tải một phát này. Thì hết chiêu rồi thì anh em cứ cầu rỉa bằng chiêu một cho mình nhá. Rồi pha này thì tiếp có chiêu hai rồi này, tiếp cận lao vào này. Chiêu cuối thì anh em sử dụng để gây sát thương lớn phóng bá ấy. Bên cạnh đó thì giúp anh em có khả năng né được sát thương nữa. Vì thế chiêu cuối thì anh em không những gây sát thương vào tướng địch mà có thể áo nhảy được tướng địch nữa. Dìu thì những đòn đánh nội tài cực kỳ là nhiều sát thương nhá. Anh em lượt chiêu một trúng tướng địch, tung chiêu một trúng tướng địch á, có đao đi và đao về, anh em tiếp cận bằng chiêu hai đánh thương một phát. Thì phá đánh thương đó thì cái lượng sát thương phép cực kỳ là lớn, đòn đánh thương cương hóa ấy. Vì thế anh em phải biết tận dụng cho mình. Đây, đấy, 2300 đám phép về á. Thì cách combo của Zeus thì anh em cứ cấu rỉa đối phương cho mình bằng chiêu một trước đã, dính cái nồi tai. Sau đó thì anh em tiếp cận đối phương bằng chiêu hai. Rồi sau đó thì anh em đánh thương cho mình một phát. Rồi sau đó thì anh em combo bằng chiêu cuối. Chứ thời điểm hiện tại anh em lao vào combo bằng chiêu cuối thì sẽ không hồi được chiêu hai nữa nhé. Rồi, pha này thì một lần nữa lại bắt vị trí của Vân Ca. Đây, pha này mình lại có đó là chiêu hai hồi tiếp. Thì đó là cách combo cơ bản nhất của vị tướng Zeus này thôi anh em ạ. Khi Zeus có đô rồi thì những vị tướng không có sát thương phép thì dính một combo đến từ Zeus thì chắc chắn là lên bảng điểm số rồi. Trận này thì vẫn đang ép được vào mùa sánh của Triều Vân, mà chỉ cần ép được vào mùa sánh của Triều Vân là Triều Vân sẽ cực kỳ là yếu. Mình leo tổ cục vàng Triều Vân thì mình biết Triều Vân mà mất mùa sánh thì sẽ chả khác nào giảm đi 50% sức mạnh cái. Bây giờ đang nhận thấy đó là Flo của Team Bendix giao tranh với VZ, thì tình huống này mình sẽ lên hỗ trợ VZ nhé. Hai người thì đều thấp máu cả rồi, phản hay Flo tạm biệt. Nãy giờ thì tôi Flo của anh em ạ gánh hơi nhiều. Mấy lần giao tranh với VZ ấy, Flo thì cũng thẳng thế một xíu á, nhưng mà cuối cùng thì toàn bị mình gánh á. Nghỉ thì cũng tồi nhưng mà thôi thì cũng kế á. Về phần trang bị dành cho Zeus thì mình sẽ lấy như sau. Đầu tiên thì món đồ đi rừng anh em ạ. Tiếp đến thì đôi giày kiến cương để kháng hiệu khống chế. Tại bên bàn mà ít khống chế thì anh em có thể lên đôi giày xuyên giáp phép. Còn trận đấu này tại bên bàn khống chế khá là tốt, nên là mình sẽ lên đôi giày kiến cương. Món đồ thứ ba thì sẽ lên một món đồ xuyên giáp phép trường hồn mãng. Món đồ thứ tư thì sẽ lên vương miền để giúp gia tăng lực công phép. Món đồ thứ năm thì sẽ lên quên trường hụt màu phép. Và cuối cùng quả cầu băng sướng để né ra thứ. Đó là build đồ chuẩn chỉ dành cho vị trí của siêu đi rừng. Bên cạnh đó về phần phù hiệu thì sẽ sử dụng một phù hiệu thân quáng nhé, để nổ sát thương ấy. Thì hiện tại bây giờ có thể trận tốt nên là ăn những mục tiêu lớn thôi. Hiện tại nãy giờ thì rồng và tà thần sẽ tan hầu như đó là team bên mình kiểm soát hết á. Hình như đó là team bên địch chứ Triều Vân chưa ăn được con bùa nào cả, chưa ăn được con bùa rồng và bùa tà thần sẽ ra nào cả. Lối chơi của Zeus thì khi có chiêu cuối thì anh em có quên hổ báo, không có chiêu cuối thì anh em cứ cấu rỉa cho mình bằng chiêu 1. Cảm giác ok lao vào bằng chiêu 2 đánh thương một phát anh em lại rụt ra được. Ôi, ta này bị tém mình lùng ngón búa sánh của mình rồi. Thôi không sao cả anh em ạ, mình vẫn đang còn đầy năng lượng. Watch your step. Your team has destroyed a tower.
lần nữa thì sẽ lại cược luôn đua sánh của Triệu Vân Tây Bình Định nha. Nãy giờ thì cược cũng được hơi nhiều ấy. Bắt đầu thì Triệu Vân của Tây Bình sẽ phế hơn thôi. Rồi bây giờ có giáo tránh nước dựa đoạt mảnh xích của Vered được sử dụng. Tình huống này sẽ vào chơi luôn này. Ok. Quất luôn này, đánh luôn này, đập luôn này. Ôi, combo vậy mà mình không được màng nào luôn. Chỉ hỗ trợ cho đồng đội thôi, nhưng thôi không sao cả. Mình thì cũng sánh rồi mà. Nên là để đồng đội sánh thì cũng ổn. Tầm này thì để xem có bắt được hay không nhá. Team bên địch mà di chuyển lên cao xỉu là bắt luôn này. Ôi, cái hí của team địch tỉnh mạp thế. Không biết nó sử dụng để check map hay là bên mình bị lộ tâm nhìn không biết. Đây bảng ngọc dành cho Diêu thì anh em lấy cho mình như sót. Ngọc đỏ công phép và xin giỏ phép. Ngọc tím tốc đánh tốc chạy 5 viên và 5 viên công phép và hụt màu phép. Còn ngọc xanh tốc đánh và xin giỏ phép. Rồi, đang thấy tâm nhìn của Triều Vấn nhá. Tâm này thì mình có bó Triều Vấn thoải mái anh em ạ. Rồi, pha này bắt Triều Vấn luôn này. Chiêu 2 này, chiêu 1 này, đánh thương này. Rồi, chạy thì chiêu 2 này. Thế anh em luôn luôn nó là giữ có chiêu 2 dành cho mình. Thế anh em thấy thì Triều Vấn mà bỏ chạy phải thì có thể tiếp cận thế chiêu 2 thêm một lần nữa. Cái đó là cách chơi và cách combo cơ bản nhất của Diêu. Combo nâng cao thì thực tế là anh em có thể lợi dụng đó là những con lính quái để có thể nhảy chiêu 2 4 đến 5 lần. Có những cái clip hôm trước mình có làm đó là giữ một phát combo nhảy 7 8 lần đó là chiêu 2 luôn. Thế anh em phải đó là tích điểm nội tài chiêu 1 trước vào những con lính con quái hoặc là vào tướng địch nếu mà tướng địch tập trung đông. Sau đó thì anh em cứ lượt chiêu 2 lại đánh thương một phát là anh em lại có đó là chiêu 2. Vì thế thì trong một phát combo giữ có thể sử dụng chiêu 2 được rất là nhiều nếu mà anh em biết cách chơi. Rồi, bây giờ thì team bên mình có lợi thế khá là lớn rồi. Pha này thì tích điểm nội tài vào vị trí floor này, floor chạy nhanh của anh em ạ. Chiêu 2 phá đó mình không tiếp cận được, chưa tiếp cận được và thì chắc chắn là lên bảng điểm số rồi. Floor như cực. Team bên địch chửi nhau rồi anh em ạ. Thì này giờ floor mình cánh cũng hơi nhiều nên là cũng thọt nữa ấy. Mà floor thọt rồi thì sẽ dễ chơi thôi. Còn trận đấu thì kết thúc, cảm ơn anh em đã theo dõi clip nhé. Bye bye.